Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất ở trong dãy số Excel. Giả sử mình có một cái cột lương như thế này. Bây giờ làm sao để tìm được cái số lương nhỏ nhất ở trong cái cột này và tìm số lương lớn nhất ở trong cái cột này? Thì chúng ta cùng nhìn lên màn hình để xem hướng dẫn nhé. Để tìm được cái số nhỏ nhất ở trong cái cột bảng lương này. Cột lương này thì chúng ta sử dụng hàm min. Ok. Sau đó chúng ta sẽ bôi đen toàn bộ cái vùng dữ liệu chúng ta muốn tìm. Bôi đen toàn bộ vùng dữ liệu mà chúng ta muốn tìm. Đó. Enter cái là nó sẽ ra cái số nhỏ nhất là số 1 triệu này. Đó. Còn tìm số lớn nhất thì tương tự chúng ta thay cái hàm min này bằng cái hàm max thôi. Đó. Chúng ta cũng bôi đen toàn bộ cái vùng dữ liệu chúng ta cần tìm. Enter là sẽ ra cái số lớn nhất trong cái dãy số này. Ok. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Chúc các bạn luôn thành công trong công việc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.